chờ dân thưa ca chắc mê phong nhà ở mối còn nơi khang ở cái bông khmông rạp mê phong thì dân thấy luôn mà các bạn đọc được lá nhà phong tinh tinh phù chắn vô chọn bạn được bạn chọn cái là không có được chọn em đưa tất cả lấy à nó không chọn không ăn nè đã rồi mình tràn đi mà cho cả bao thì tôi nó bận đã rất đã mà tôi ta chặt mây phong rồi tự chung với cái nó sập bóng ô này trong ban mây phong sai co tôi còn láng của so và chia hai thuộc ba đấy mình sập mây phong này bây giờ phong tràn tràn thì phong trắng ấy mà mây với nó đang on làm phất cứ rồi ha sập phong mà mây thì còn không cái chỗ đập có bao và có hôm hay là cái phong dân thần mía cứ đăng chung hơi xa cứ ở miền quanh hà tới hay phong gọi là lùi đàn với giờ dân rất là bà con lõ một phong lõ hay phong ạ xe về bà con dân mấy mấy nó giờ lại nhà bà này năng nhỏ hai nên như phong nó đại diện nhỏ chịch kiện ngày nhỏ cho nên là nhiều đứa máu của ai bị chảy phong chảy muốn còn lo ai vừa đi ăn chảy nước phong kích dương ăn lúa áo thế mai cơm này sao thằng nó ăn được nó phong sao sao mà tì bóng con ở trong man ở con phút con mê con sách hay là con ai chạy tôn bán cứ tầm ní ai mang con cứ ở mê phanh hai rồi sẽ phục xây xây dọt dọt nhưng mà ai lựa bán thì nhà mê con sẽ chặt chặt như đã lấy phút lúc cái mình tọt đi tọt vô nó kiếp như dương mà vô nó mới kiếp của mình khoát như sao mê con là ngót nông ăn lắm đọc mà này đã tới ở tập phong tràn lấy dân mạng lấy dân lại cho kịp rồi lấy nhá nè đừng chạm á để dừng chạm tao việc lấy thì kết nhau nhưng chạm tại vì chạm cho nhưng mà chạm với tập lấy nhá đừng lấy như cái đau thôi chạm chạm ngựa phong thở phong là cái pin nữa nhặt rú có nhặt phong lương cũng đá nó đá nè anh mày phong nhưng nhà tớ buông móm đập cái bá giờ mô đã không đang đây mô đã nè đã không đang đây thôi nhiều tro đã đang lan hay mày đập mô đập mà cú trăm mền thằng mền mô nhà lúc nhà chương lần liền bao cô này trong bán ai chạy tôn bán như mấy con đập bán một đập một vùng tới